Thì tại sao mà BOLR1 có công suất cao hơn mà khi chúng ta nghe thì nó lại nhỏ hơn so với là L1 của R8? Đây là một vấn đề thắc mắc. Bây giờ mình so sánh. Đây là một dòng loa Bose Pro. Ok mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình làm một clip theo yêu cầu của quý khán giả để so sánh giữa sự khác biệt của Bose Pro với Shop B1 và BOLR1 Pro 8. So sánh giữa sự khác biệt của hai dòng này, nó có khác biệt như thế nào về giá, về công suất, về chất âm. Thì ok, bây giờ mình sẽ vào vấn đề luôn ha. Đầu tiên mình sẽ so sánh về giá. Thì Bose Pro giá của lúc trước là 14 triệu 490 và giá hiện tại của nó bây giờ đã lên tới là đâu đó là gần 18 triệu một chiếc Bose Pro. Cộng với một chiếc Shop B1 là 24 triệu thì giá đầu giá của nó rơi vào dao động nào đó là trên 40 triệu combo này. Và chiếc L1 Pro 8 này giá đâu đó là 36 triệu. Thì so về giá thì Bose Pro ghép với Shop B1 thì giá của nó cao hơn so với là L1. Thì bây giờ mình sẽ so sánh về công suất nó như thế nào đây. Thì công suất của Bose Pro có công suất là 120W, đó là chiếc loa full này. Và mạng mid 2 của L1 này có công suất là 60W. Thì như vậy mạng mid 2 này thấp hơn so với là Bose F1 Pro. Nhưng tại sao lại nghe lớn hơn? Thì đây là một vấn đề nan giải, lát mình sẽ giải thích cho mọi người sau. Đó là về công suất. Còn so sánh về sub của B1 và sub của L1 thì hai chiếc sub này cụ bát có công suất là như nhau, nhưng phần main power cho dải âm bát sâu thì main power của B1 cao hơn so với main power của L1 đó, nhưng cụ bát của nó có công suất là như nhau và cường độ âm thanh dB như nhau mọi người ha. Thì bây giờ tạm thời chúng ta cứ tính là công suất của B1 và công suất của Shop L1 có công suất là như nhau. Thì bây giờ mình sẽ so sánh về cái chất âm. Thì tại sao mà BOLR1 có công suất cao hơn mà khi chúng ta nghe thì nó lại nhỏ hơn so với là L1 Pro 8? Đây là một vấn đề thắc mắc. Bây giờ mình so sánh. Đây là một dòng loa Bose Pro. Thì nó là một dạng loa full toàn dải. Nó đánh tần số là từ 60 Hz cho lên tới là 16 kHz. Thì theo một cái quy luật vật lý tự nhiên thì một khi đánh âm bát càng sâu thì đòi hỏi cái độ dao động của màng loa càng nhiều, độ rung của màng loa càng nhiều. Thì khi chúng ta nghe ở mức độ cường độ âm thanh thấp vừa thì ok, nó sẽ không bị over, nó không bị vỡ tiếng. Còn khi chúng ta với một cường độ âm thanh dB lớn thì chắc chắn rằng màng loa sẽ dao động càng càng nhiều từ nào thì nó sẽ bị dễ vỡ âm thanh từ đó. Cho nên để mở lớn được như chiếc L1 này thì đòi hỏi nó phải có thêm một con controller để cắt tần số cho nó. Mình sẽ cho nó đánh ở tần số là 200 Hz trở lên thì nó mới đáp ứng được gần bằng so với mạng mid 2 của L1 Pro 8 này. Rồi còn một cách khác nữa, nếu như chúng ta muốn là cắt tần số được như vậy thì chúng ta đòi hỏi phải có thêm một con controller. Thì để một con controller để cho ra được âm thanh, để lấy được chất lượng âm thanh nó tốt, nó ok, nó good thì đòi hỏi một con controller đó nó nằm đâu đó là khoảng cầm là gần 20 triệu đó. Còn nếu không như chúng ta sử dụng vang số thì để chúng ta cắt cũng ok, nhưng mà nó sẽ không đạt được bằng so với là controller chuyên dụng đó. Thì đó là cái sự khác biệt về cái giá rồi là về cái công dụng của nó đó. Rồi về cái mạng mid 2 của L1 Pro 8 này thì đây là một cái công nghệ mới, nó được thiết kế với dạng column array cho nên nó có sự cộng hưởng và góc phụ tốt hơn cho ra âm thanh đạt được dB tốt hơn và xa hơn đó. Khi chúng ta đứng ở một cửa ly xa thì L1 này nó sẽ cho ra âm thanh rõ và chi tiết hơn so với là Bose S1 Pro, tại vì nó được thiết kế với dạng column array với sự cộng hưởng của 8 chiếc loa full
cho nên khi chúng ta nghe nó sẽ lớn hơn. Thì đây là một cái bí quyết của nhà hàng. Cái vấn đề thiết kế này thì chắc chắn là người ta sẽ không công khai rồi. Đó. Mà tại sao nó chỉ có 60W của nó mà lại nghe lớn hơn Bose S1 Pro, là giống như lúc nãy mình đã có nói đó. Chúng ta phải cắt hẹp, cắt tần số như thế nào để khi chúng ta mở lớn mà âm thanh nó vẫn không bị vỡ. Đó là cái nguyên lý hoạt động. Chúng ta chỉ nắm được một phần là như vậy thôi. Còn một nguyên lý khác nữa thì nhà hàng người ta sẽ bí mật. Rồi cái thứ hai nữa là đây là một dòng loa All-in-One, cho nên nó tất cả các thiết bị được tích hợp trong một cái trụ loa này, ví dụ như là mạng mid high và sub, mixer và main power được tích hợp thành một trụ loa như thế này, cho nên được nhà hàng cân đong đo đếm rất là kỹ lưỡng rồi. Đó, người ta sẽ cần phải biết là công suất của nó cần bao nhiêu, rồi được nhà hàng đo đạc tính toán, rồi tần số các cắt, rồi cân delay này kia, nói chung là được nhà hàng tính toán và setup sẵn rồi. Đó, cho nên khi nghe chúng ta sẽ nghe hay hơn và lớn hơn so với chúng ta tự phối ghép một chiếc loa, một chiếc sub B1 và một chiếc Bose S1 Pro như thế này. Thì đó là về cái sự khác biệt giữa độ lớn. Thì bây giờ mình chốt lại là khi nghe lớn thì chắc chắn rằng là L1 nó sẽ nghe lớn hơn rất nhiều so với chúng ta sử dụng thông thường một chiếc sub B1 và một chiếc Bose S1 Pro. Rồi về để cái vấn đề là tiện lợi này kia thì chúng ta thấy cái nào tiện lợi hơn? Cái này chúng ta sẽ tự đánh giá ha. Cái này thì nó có một trụ loa như vậy, đi đâu thì chúng ta rút ra, chúng ta bỏ vào túi, chúng ta xách đi. Thì Bose S1 Pro nó cũng có vậy, nó cũng vậy thôi. Nhưng ngoài ra thì để kết nối được cái bộ này thì đòi hỏi chúng ta phải có dây tín hiệu cắm từ Bose S1 Pro xuống sub hoặc từ sub lên Bose S1 Pro và cần tới hai cộng nguồn. Đó, chúng ta sẽ cảm thấy nó bị rắc rối hơn. Đó, trong khi đó thì âm thanh nó sẽ không lớn được bằng so với L1, âm thanh không phụ tốt được bằng so với L1. Thì trường hợp như chúng ta mà đang có sẵn rồi thì ok, chúng ta phối ghép nó vẫn ok, nó vẫn hay chứ không phải là không hay. Nhưng mà chẳng qua nó chỉ là âm thanh đạt được không lớn được bằng so với là khi chúng ta sử dụng L1 thôi. Đó, còn nếu như chúng ta muốn lớn được gần bằng so với L1 thì chúng ta phải có một con controller hoặc chúng ta phải sử dụng một cái mixer để chúng ta cắt tần số cho nó, thì nó cũng sẽ đạt được gần lớn so với là L1. Đó là về sự khác biệt của chất âm và các công dụng. Bây giờ mình tóm lược lại là Bose S1 Pro sử dụng cho trường hợp nào. Thì ví dụ như không gian trong phòng này kia thì vì nó đã có pin cho nên chúng ta có thể là di chuyển từ phòng này qua phòng khác, hoặc là chúng ta mang đi chơi, chúng ta mang đi ra ngoài, chúng ta có thể là nghe, chúng ta nghe du dương. Đó, nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Còn Bose L1 thì nó đòi hỏi phải có điện. Nhưng mà nếu như chúng ta ghép Bose S1 Pro với sub B1 thì đòi hỏi cũng phải có điện. Thì vấn đề này nó như nhau mọi người ha. Đó, đòi hỏi chúng ta hai combo này đòi hỏi cũng phải có điện. Đó, cho nên là về cái vấn đề này nó y hệt nhau. Còn về vấn đề công dụng thì tiện lợi hơn thì nó có pin. Nếu như chúng ta sử dụng một mình nó để chúng ta di chuyển thì nó sẽ có lợi hơn là so với là L1. Đáng ra thì mình sẽ là test cho mọi người chúng ta cùng nghe luôn. Nhưng mà bởi vì nghe qua điện thoại thì mọi người sẽ rất là khó để mà phân biệt được. Cho nên là mình mong mọi người chúng ta sẽ ghé showroom để chúng ta thực tế chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm. Rồi chúng ta sẽ đánh giá xem là cái nào lớn hơn, cái nào chất âm hay hơn. Đó, thì khi đó chúng ta sẽ đánh giá thực tế xem có đúng như mình nói hay không. Còn bây giờ mình sẽ chốt lại là như thế này. Về chất âm của hai sản phẩm này thì nó có chất âm tương tự như nhau. Còn về độ lớn thì chắc chắn rằng L1 sẽ ưu thế hơn rất là nhiều so với là Bose S1 Pro ghép với B1. Thì clip hôm nay thì mình muốn làm để mà mình gửi tới những quý khách hàng đã có yêu cầu. Đó, thế nên mình làm để mình chia sẻ và mình so sánh giữa hai sản phẩm này để chúng ta nắm rõ hơn, để chúng ta tìm hiểu, chúng ta nắm rõ hơn để chúng ta có thể lựa chọn cho chúng ta một cái bộ loa phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Rồi ok, thì clip mình sẽ dừng tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like, share và subscribe. Chào mọi người ha.